Tối qua ngủ ngon không Hiếu? Tuyên Hiếu ăn sáng xong rồi Tuyên cũng về luôn. Tuyên chạy ra sông Sài Gòn, mấy anh em đang đợi ngoài. Lại đi phóng xanh. Ở ngoài đang phóng xanh cá rủ ra ngoài bơi. Phóng xanh cá là tôi bơi làm biểu tượng kêu gọi phóng xanh cá ngoài sông luôn. Rồi sắp xong rồi. Điểm tâm sáng cho bạn Hiếu của tôi nè. Dạ không? Dạ mọi người. Buổi sáng nhẹ nhàng theo phong cách Mỹ. Đó. Rồi. Có gia vị đầy đủ chứ. Đủ gia vị nhỏ. Đó, chiên cái kiểu này là nó phồng lên giòn. Cậu ăn giòn không hay sao? Ngon, làm nó tặng bếp đi. Giờ bữa sáng của mình còn thiếu nước ép trái cây nữa hay là đầy đủ dinh dưỡng luôn rồi đó. Ăn sáng nhẹ nhàng như vậy có sức năng lượng đi làm việc. Mọi người biết em đang làm gì không? Em đang rửa mặt á. Bữa nay em về quận 3 em ở, mai sáng em đi làm tại sắp hoàng piano luôn. Nên hồi về mấy anh em bên hội phóng xanh của em ở trên kênh YouTube hội phóng xanh á đang chờ em ở ngoài ngoài sông Sài Gòn nữa, kêu em ra ngoài em bơi. Mà ra ngoài bơi á mọi người biết rồi, không bơi thì em sẽ bệnh, bị đau tim. Còn nếu bơi thì nước sông nó quá là ô nhiễm, và mọi người cứ thải rác dơ xuống dưới sông rồi nắng đồ nữa nó hại da lắm, nên em phải hồi em phải rửa mặt sạch xong em bôi kem bảo vệ da lên, em bôi kem dưỡng da lên, sau đó em bôi cái lớp chống nắng lên, chống tiêu UV 30% lên, rồi em mới ra gặp anh em được nha. Giờ em làm đẹp xíu. Bây giờ em đang chuẩn bị ra sông Sài Gòn nha. Mọi người muốn quay phim chàng tiên cá Tion thì cứ thoải mái nha. Em là đi cái này là vì anh em đó nha, vì kêu gọi bảo vệ sông Sài Gòn, đừng vứt rác thải xuống sông Sài Gòn. Đừng thả cá xâm lấn xuống sông Sài Gòn. Cá sông thì mình thả xuống sông, cá đồng thì mình thả ra đồng. Mọi người cứ thả cá sai môi trường hoài, nó hủy diệt hệ sinh thái. Lấy cho tôi chiếc mô tô đó tôi đi Hiếu ơi. Xe nhiều quá, lấy đạn chiếc đi đi. Lấy cũng đâu biết chưa. Hiếu biết chạy không? Nhà bạn Hiếu quá gian ra. Tôi đi quá gian hoặc là đi xe đạp thôi. Ra chỗ bãi giữ xe tiên cá cho Tion nha. Lên đường. Ê, để xe rác gì đang dọn dẹp. Chào chế. Đang dọn hả?
hàng gì đây này. Tây Ôn hay khuyên các anh chị em Bồ Tát có điều kiện thì thả cá sông xuống sông, thả cá đồng ra đồng. Cá chép đòi lại cá sông, mình thả nó ra sông thì nó sẽ làm đúng cái vai trò của nó ngoài tự nhiên. Mọi người có bao giờ thấy cảnh cá chê nó ăn thịt cá chép chưa? Bồ Tát muốn chia sẻ gì không ạ? Cá đồng nó ăn thịt cá sông. Mua một cái hồ cá về, thả cá chép to, cá chép nhỏ và cá chê vào, sẽ thấy cá chép là loài vật rất là hiền hòa ngoài tự nhiên, và nó ở sông, nó sống rất là khỏe mạnh. Thả cái con này thì nó cực hơn thả cá trê, cá rô, cá lóc. Bởi vì những cái con cá đồng nó có thể mắc cạn mà không chết, nó có thể chịu được. Còn cá chép nó cần hô hấp nhiều nên nó phải ở ngoài sông mới hợp với nó. Nếu mà cầu cho đại dịch tiêu trừ là mọi người nên phải thả cá chép, bởi vì để cho mình có được cái sức khỏe mạnh giống như con cá chép, mình lội được dòng, mình hóa thành rồng, mình tiến hóa. Cá chép là loại vật tượng trưng cho sức khỏe và tình yêu thương. Nhưng nếu mà nó không có đủ oxy thì nó sẽ chết. Nên thả cá chép thật sự mà nói là rất là hay. Còn không có điều kiện để thả thì thả mấy loại cá đồng ra sông cũng được, nhưng nó sẽ là loài cá xâm lấn ăn thịt những cái con cá khác. Nếu mà cầu cho đại dịch tiêu trừ đó, thì nó sẽ không có đạt được sự mỹ mãn. Tại sao mình phải giết cái bọn đó gì đó mình? Bởi vì tại sao mình phải giết cái bọn phóng sanh mình cũng là đang tạo nghiệp. Nên em khuyên các anh chị thả cá sông là xong rồi như vậy. Cá đồng là ra đồng, cá ao là ra ao, con cá nào sống ra ao. Mọi người cái ngày mà ông táo gì chờ quá, cá chép là không bao giờ mà nuôi được đúng không? À. Theo cái trong kiểu trong ao tù nước động nước dơ nước gì đâu mà cứ chia sẻ gì với mọi người không? Nó thật. À gì đâu, thầy bi quá. Con cá này chỉ nó cười thôi, thôi. Nên nó chỉ ở được ngoài sông trong. Nước mà bị ô nhiễm cá nó cũng sẽ chết. Và con cá này nó hay ở một cái là nó mang lại sự may mắn cho chúng ta khi chúng ta phóng sanh nó mà nó sống được ở ngoài. May mắn rất là nhiều, cậu được thấy. Đây cái dáng nó đẹp ghê không mọi người. Mà nó mắc tiền nữa. Đây là cá chích bầu. Có điều kiện mới nên thả cá chép chứ không có điều kiện, không có khí oxy rồi vận chuyển đi rồi đọc kinh đọc kệ rồi đọc thuyết pháp này kia làm lễ đồ và mấy cá này ngõm cũng đổi hết. Nên thường quý thầy mà đọc kinh kệ cầu siêu vừa cho quý phật tử thả cá chê, cá rô, cá lóc. Thả mấy con đó ra xong thì cái nghiệp của nó là gì mọi người cũng thấy rồi. Con gá nhiều đứa cha, mấy anh con gá nhiều đứa mẹ. Để sanh thì lá cũng sanh. Nhân quả. Cha mẹ hiền lành mọi người thả cho con. Cá tầm lớn ra xong đó là mỗi ngày bỏ một chút, lâu ngày vài tháng cái lưu nó cũng đầy cả nhà. Còn những con cá chém là nó là cá sông nó sống ở tận đáy. Lâu ngày tháng vài tháng. Đến khi ra xong nó được nó khỏe mạnh nó làm chúng ta. Con cá của chúng ta. Nên mấy anh chích cá không giờ chích được nó, toàn là chích được cá chê, cá rô, cá lóc. Mà em mắc cười cái là cá trê á, không có con nào ăn từ thịt bi được nó khắp pháp giới. Chỉ có cá sống ăn thịt được nó thôi. Thì giáo dục ở ngoài sông
lấy nhân giải và dụ nhân tài, thì lấy chân thành phát triển giao lưu mới xử giải quyết được mấy cà rê cà rô mấy cà đồng. Thì em cũng thấy mọi người đã có thả cá sấu ra xong, thả cả rùa tai đỏ ra xong. Nói chung là mọi người ơi, nếu mà em khuyên thôi, chứ mọi người muốn thả con gì cũng được, đó là cái phước phần của mọi người và cái duyên mọi người coi được cái video mà em nói, đâu phải ai cũng coi được, ai cũng hiểu được. Thì em mới làm về bảo vệ động vật hoang dã mà nhiều năm qua ở Việt Nam, và em nghiên cứu về từng loài luôn. Đó là cái kinh nghiệm phóng sanh, thì em phóng sanh từ nhỏ nên cái kinh nghiệm của em sau khi là em thấy là cái loài vật gì nên ra cái môi trường đó của nó là tốt nhất. Em khuyên các anh chị như vậy, nếu anh chị nào làm được thì tốt. Đúng rồi, sông Sài Gòn của mình em có thả, em sẽ thả cá chép. Cá chép nó mà ra sông được, nó mà phát triển được đó mọi người coi. Do cái sức khỏe và trí tuệ, cái phước báo của mọi người bây giờ chưa hiểu thì cứ thả cá gì cũng được, còn biết rồi thì thả những cái cá đúng môi trường của nó, chứ vì lòng từ bi của chư thiên chư Phật Bồ Tát, con gì cũng muốn cứu độ chúng sanh mà. Hoàn thành chuyến đi thì em về. Mỗi lần em ra ngoài sông Sài Gòn là em muốn khuyên mọi người thả cá đúng môi trường, nhưng thấy mọi người yêu thương từ bi quá, em cũng không muốn nói gì, ai muốn thả gì thả, cũng khuyên. Nhưng mà cái phước báo mọi người có muốn hưởng được không, hay là muốn là mình làm việc thiện mà tạo nghiệp? Nếu mà thả cá trê, em khuyên mọi người thả ở cống, ở kênh nước đen á.